Vâng, rất là vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi mà hôm nay tôi lại có mặt tại nhà thầy, tức là gọi là thầy thì nói chung mà thầy của tôi cũng được, là kỹ sư Ngô Đắc Thắng. Dạ, con cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng với con trong cái video này. Và xin được chào tất cả các bác. Thì hôm nay là 19 tháng 11 năm 2018, là ngày mai là ngày Nhà giáo Việt Nam. Thì trước tiên là con xin được cảm ơn ông với cương vị là một người thầy. Xin chúc ông sức khỏe và tiếp tục cống hiến được nhiều cái kỹ thuật cho tất cả các bác, đóng góp vào cái ngành nuôi ong mật nói chung ở Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn anh Hưng. Vâng, và đã có tạo điều kiện cho tôi nhân ngày 20 tháng 11, và cũng là mà tôi cũng được làm một nhà giáo của ngành ong. Thế và cũng thông qua cái công việc của làm của ngành ong, tôi cũng biết rất nhiều các thầy giáo, các cô giáo và các con em của các thầy giáo cô giáo cũng tham gia vào công tác nuôi ong. Thế nhân tiện đây thì tôi cho tôi gửi lời tới tất cả các thầy giáo cô giáo đi cả nước, và những thầy giáo cô giáo đã trực tiếp nuôi ong. Chúc các thầy mạnh khỏe và đạt được nhiều kết quả, vì các thầy các cô đã có kiến thức cho nên là vận dụng vào để nuôi ong cũng rất là có kết quả. Tôi rất là mừng. Và thế nhân tiện hôm nay thì là tôi xin giới thiệu với tất cả các mọi người nuôi ong. Các cái video trước tôi đã nói đến các cái thì tạm thời chia thành bốn thời vụ trong quá trình nuôi ong, là vụ xuân hè là từ 15 tháng 2 cho đến 15 tháng 7. Thế vụ hè thu từ 15 tháng 7 cho đến 15 tháng 9. Thế vụ thu đông từ 15 tháng 9 cho đến 15 tháng 12. Thế và hôm nay tôi nói chuyện với các anh các chị, các ông các bà, các anh các chị và các cháu nuôi ong là từ vụ đông xuân là từ 15 tháng 12 cho đến 15 tháng 2. Thế thì các vụ trước tôi đã nói rằng tất cả vụ nào ông thấy có, ông này ông nói là vụ nào có quan trọng cả, thì hôm nay có quan trọng không? Thế thì tôi xin thưa rằng tất cả cái quá trình nuôi ong trong một năm nó đều có một cái liên kết với nhau, cái hậu thuẫn cho nhau. Từ tháng này là kết quả của tháng sau, kết quả của tháng này lại làm kết quả của tháng sau. Thế thì thời vụ này lại là kết quả của thời vụ sau. Thế cái video trước tôi nói là cái vụ đông xuân là hết sức quan trọng, là vì từ 15 tháng 9 cho đến 15 tháng 12 là cái thời vụ nhân đàn, nhân giống. Nếu có kết quả được thì mới vụ sau mới thì mới đến cái vụ này, là vụ xuân hè này, vụ đông xuân này là kế tiếp của cái vụ thu đông, là cái vụ nhân giống rồi. Bây giờ đàn ong ta ổn định rồi, đang nhân giống xong rồi, là đến đợt này là đợt gần như đợt cuối, nên ta nên kết thúc chia đàn. Video trước tôi nên kết thúc chia đàn vào 30 tháng 11, nhưng tùy thời vụ, tùy thời tiết hàng năm, tùy cái điều kiện thời tiết hàng năm mà ta có thể, vì nông nghiệp ta có thể xây đi xích lại, rét ta kết thúc sớm mà ấm ta kết thúc muộn, trước sau một tuần không vấn đề gì. Thế thì đến bây giờ mà nói thì tôi nghĩ rằng đã là ổn định cái thời vụ nhân giống, mà chỉ còn đến 20 tháng 11 chỉ còn 10-15 ngày nữa là ta chia một đợt vét, hoặc ta củng cố đàn tùy theo cái số lượng của chúng ta ấn định. Thế thì tùy theo từng đối tượng, từng gia đình, từng người nuôi ong để ta có kết thúc cái vụ này sớm muộn, vì số lượng đàn ong ta đã ổn định sớm hay, và tùy theo cái số lượng nguồn hoa để mà ta nhân cái số lượng đàn ong thế nào cho phù hợp, không nhiều đàn ong quá mà lượng hoa ít thì chúng ta lại đâm ra là không đủ cái lượng mật để cho ong lấy, hoặc lượng mật quá nhiều nhưng mà đàn ong ta lại ít thì lại lãng phí. Vì lượng hoa nó là khai thác cái mỏ nổi đấy. Mà cái mỏ nổi này chả bao giờ hết cả, năm nay khai thác xong sang năm nó lại có, thế là
cái lượng hoa, cho nên là chúng ta nên tranh thủ cái thời gian tranh thủ để ta khai thác hết cái mỏ nổi này một cách có hiệu quả. Thế cái vụ thu đông vừa rồi tôi đã giới thiệu các anh là cái thời kỳ nhân đàn giống, là thời vụ chính, thu hoạch chính của cái thu hoạch là ở đàn giống rồi. Thế thì từ cái đông xuân này là cái thời vụ mà đặc điểm thời tiết là gì? Là rét nhiều, từ 15 tháng 12 cho đến 15 tháng 2. Rét nhiều, rét nhất trong năm. Từ 10 tháng 1 là tháng rét nhất trong năm. Thế mà đặc biệt chúng ta phải nhớ là ngày Đông Chí là ngày 22 tháng 12. Đấy, 22 tháng 12 cho đến lập xuân là thượng tuần tháng 2. Là mưa nhiều, mưa dầm là một, rét nhất trong năm là hai. Đấy là điều kiện của thời tiết khí hậu. Nhưng chúng ta lại phải quan tâm đến cái việc là rét tiểu hàn mùng 6 tháng Giêng và đại hàn là 20 tháng 1. 20 tháng Giêng. Hai cái rét này, bảo đại hàn nhưng mà thường là rét ít hơn tiểu hàn, là mùng 6 tháng Giêng là chúng ta rét rất nhiều. Đấy. Cho nên là trong vòng từ tiểu hàn đến đại hàn là tháng rét nhất trong năm. Đàn ông ta mới chia ra, mới nhân giống ra, chưa củng cố được thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn đến chất lượng đàn ông. Mà thời kỳ này mà để ảnh hưởng chất lượng đàn ông thì sang cái vụ xuân hè là thời vụ khai thác mạnh nhất trong năm thì chúng ta lại không có đàn ông nữa. Cho nên là quan trọng, thì có quan trọng bằng thời kỳ trước không? Tôi nghĩ rằng lúc nào cũng quan trọng, lúc nào cũng có ý thức để bảo vệ đàn ông và nhân giống để làm củng cố chất lượng đàn ông. Thế thì đấy nhá, cái thời vụ này nó có cái là một là Đông Chí này, hai đến lập xuân thì là thời kỳ mưa rét nhất trong năm. Nhưng mà cái rét tiểu hàn mùng 6 tháng Giêng mà đến 20 tháng Giêng lại là đại hàn. Cái khoảng này là cái khoảng rét kinh khủng, mà rét kèm theo mưa dầm. Đàn ông ta vụ này là đang cái vụ thu đông này, chúng ta không củng cố đàn ông, chúng ta chia đàn ông quá nhỏ, chất lượng đàn ông quá mỏng thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cái vụ sau. Thế còn để cái thời kỳ trước tôi đã nói rồi, từ xuân hè là từ 15 tháng 2 cho đến 15 tháng 7 rồi. Thế thì để cho cái 15 tháng 2 cho đến 15 tháng 7 có kết quả là vụ thu hoạch sản phẩm là mật ong, phấn hoa, sữa ông chúa, thì cái 10 từ 15 tháng 12 đến 15 tháng 2 này không kém phần quan trọng như các đợt trước. Thế thì đây là vừa rồi tôi mới nói thời tiết. Thế nguồn hoa là thế nào? Nguồn hoa thì do là thế này, do gió mùa đông bắc này, do mưa dầm này, do hết các vụ thời tiết như thế này là nguồn hoa cạn kiệt hơn thời vụ trước. Nguồn hoa cạn kiệt hơn. Đấy. Trừ một số miền núi là ở cái hoa rừng thì có một số thu hoạch, thì tôi chưa nói đến là cái đặc điểm riêng. Thế đây tôi đang nói là thời tiết khí hậu miền Bắc đang quản lý đàn ông theo ở miền Bắc, chứ còn ở miền Nam nó là riêng biệt, nó là riêng, kể cả nguồn hoa riêng, giống ong riêng, ong riêng. Thì tôi sẽ có dịp để tôi nói những cái chuyện ong ở miền Nam, ong nội ở miền Nam ở Tiền Giang. Thì hôm nay không có thì giờ thì tôi chỉ nói những cái ong nội ở miền Bắc Việt Nam. Đấy. Thời vụ từ tập trung trên nhân đàn giống tháng 11 rồi đến 30 tháng 11 này là kết thúc. Thì ngay bây giờ chúng ta lại phải ổn định đàn ông thế nào cho ít nhất là phải hai cầu trở lên, và tập trung xây cầu để qua đông. Mà vừa rồi tôi nói là từ Đông Chí cho đến lập xuân, mà từ tiểu hàn cho đến đại hàn là những thời vụ rét nhất, mưa dầm gió bấc. Chưa kể cái thời kỳ này là ẩm độ, nguồn hoa kém, chất lượng kém, mưa nhiều, đàn ông lại phát bệnh. Tôi chưa nói đến cái chuyện đấy, mà chỉ nói đến chất lượng là không nâng được cầu lên thì qua đông sẽ kém. Thế thì
đấy là nguồn hoa. Còn chất lượng đàn ông là thế nào? Có ba yếu tố này: nguồn hoa này, thời tiết khí hậu này, trở đến đàn ông. Đàn ông của chúng ta là vừa mới chia ra, vừa mới nhân giống ra, phần lớn là 2 cầu đến 3 cầu, và phần lớn là 2 cầu đến 3 cầu. Thế thì làm thế nào để có vào cái từ tháng 2 đến tháng 7 có đàn ông thu hoạch thì phải qua đông thật tốt. Thế thì đấy là ba cái đặc điểm của thời vụ này: là thời tiết, khí hậu, nguồn hoa, đàn ông. Đấy, ba đặc điểm chính. Thế thì giờ khắc phục ba đặc điểm này như thế nào để ta có đàn ông vào vụ xuân hè để ta khai thác? Thứ nhất là phải củng cố toàn bộ chất lượng đàn ông một cách đồng đều để vượt đông. Từ nay đến 30 tháng 11 ta phải ổn định đàn ông về mặt chất lượng. Nào thì nhân giống phải kết thúc sớm này, xây cầu thế nào để nâng lên bình quân được 2 cầu đến 3 cầu. Chưa kể có những đàn 4 cầu đấy là bình thường. Thế thì phải ít nhất là phải củng cố đàn ông, chất lượng đàn ông phải đảm bảo từ 2 cầu đến 4 cầu. Tối thiểu phải có 2 cầu. Đấy là đàn ông. Đàn ông phải có chúa tốt. Thời kỳ nhân giống tháng 11, thay chúa nhân giống tháng 11. Tất cả chúng ta phải có đàn ông có chúa tốt rồi để vượt đông. Để vượt đông, muốn kiểu gì thì kiểu phải có chúa tốt, phải có cầu tốt, phải có lực lượng ông đông để qua đông. Ít nhất phải từ 2 cầu đến 4 cầu. Thì bây giờ đấy là đàn ông. Thế bây giờ ta biện pháp làm thế nào để cái thì ít nhất phải có chất lượng đàn ông đồng đều bằng cách là điều chỉnh chất lượng đàn ông thật đồng đều về mặt chất lượng, chứ không cần phải về mặt số lượng cầu. Chất lượng cầu 2 cầu nhưng mà nhiều nhộng ấu trùng đủ các 3 thành phần cũng vẫn rất tốt. Những 4 cầu nhưng mà lại không đủ các thành phần con ấu trùng nhộng và chúa kép vẫn không phải là tốt. Đàn ông tốt không phải là đàn ông nhiều cầu, mà đàn ông có chúa tốt, có đông ông, có nhiều ông non. Muốn nuôi ông thành công phải có 3 cái này: phải có chúa tốt này, phải có bánh tổ tốt này, phải có thức ăn tốt này, phải có nhiều ông, đông ông này. Nhưng cái cực quan trọng là phải có chúa tốt và bánh tổ tốt. Đấy, cái thứ hai là thế này: phải cho ăn đàn ông, trừ những nơi miền núi có thu hoạch mật. Nếu không, ở những về vùng đồng bằng hoặc là vùng trung du đang để ở vụ ngô thì phải cho ăn, vì ở phấn ngô lượng mật tiêu tốn rất nhiều mới xây được cầu. Thế thì tùy nơi có điều kiện đưa đi rừng để khai thác, có nơi không đưa đi rừng phải ở nhà để củng cố chất lượng thì phải cho ăn. Mà cho ăn ở đây không phải hẳn là phải cho ăn, vừa cho ăn vừa cho ăn kích thích vừa xây cầu. Nhưng mà cũng có nơi xây cầu ổn định rồi thì phải cho ăn no để đàn ông ổn định, cho ăn tập trung. Nếu không cho ăn xây cầu thì cho ăn tập trung để cho đàn ông có lượng mật kỹ năng. Nhưng cái thứ ba quan trọng là qua đông phải chống rét, phải chống rét trọng, vì nhiệt độ của đàn ông lúc nào ở 32 đến 36 độ. Nếu rét quá, đàn ông không bảo vệ được ấu trùng, làm cho ấu trùng bị chết, lượng sinh sôi kế tiếp ra không còn nữa và sẽ bị bệnh vi khuẩn, ký sinh trùng, vi trùng vân vân phát triển lên. Đàn ông không bị bệnh như thú trùng cũng lại là tạo điều kiện cho cái vi khuẩn hoạt động. Vừa rồi ông có trao đổi đến cái gọi là cho ăn, thì có hai cái, tức là vừa cho ăn kích thích là trong quá trình xây cầu thôi, nhưng mà trong quá trình con đi giao lưu với các bác thợ ong khác ấy, thì lại có những trường hợp như này ông ạ. Báo cáo ông là các bác cho ăn là cứ cho ăn theo kiểu cầm chừng, tức là không cho ăn no hẳn,
tức là không cho ăn đến vít nắp. Như vậy là nếu mà như vậy về kỹ thuật thì con nghĩ là vừa tốn đường, lại không đảm bảo được đàn ong giữ ấm được trong những ngày rét, tức là cho ăn nhưng lại ăn tiết kiệm ấy. Thì cái vấn đề này con xin phép ông là nói rõ về cái tư vấn cho các bác thợ nuôi ong, đặc biệt là các bác ở miền núi và các bác có tuổi ấy, là các bác hay cho ăn ít. Vâng, vâng. Thì cái vấn đề cho ăn theo cái vụ này là còn được nhấn mạnh, lưu ý các bác là cho ăn là phải cho ăn no căng thì thôi, tức là nó không ăn được nữa thì thôi, vít lắm thì đúng, mới là tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm đường. Chứ nếu mà chúng ta cứ cho ăn dài dài như các bác ấy là thực ra lại là tốn hơn. Đúng rồi. Phải không ạ? Đúng. Thế thì để tôi nói lại cái chuyện cho ăn. Vâng. Cho ăn như thế nào cho đỡ tốn? Phải cho ăn tập trung, cho ăn thật no. Thí dụ như cho đàn gà ta chỉ có bát gạo, ta cho ăn luôn một lúc, bát thóc ta cho ăn luôn một lúc thì nó đi ngay. Nhưng mỗi lúc cho vài hột, lúc nào nó bâu đến cửa và lúc chả lúc nào nó no cả. Nhưng thế thì ong ta phải cho ăn thật no, vít nắp, sau đóng cửa lại. Thì ít nhất 20 ngày trở ra mới cho ăn một lần. Chứ còn nếu cho ăn vặt vẫn mất một cân đường, nhưng mà vẫn lúc nào ong vẫn đói. Nhưng cái quan trọng mùa này này, mùa đông xuân, là mùa đông xuân này này, là thời tiết rét. Nếu cho ong ăn kích thích, ong đi làm chết rét ở ngoài hoa hết, hoặc cống không về được. Thế nên là đã vào vụ đông xuân này, cho ông ăn ổn định đàn ong rồi, không xây cầu nữa, phải cho ăn no, ăn một lần rồi, ăn đầy đủ, cho ăn đến khi vít nắp thì đậy chặt, chống ấm, chống rét cho ông, không được để cửa hướng bắc, và che chắn cho đàn ong, vít tất cả các lỗ hở, lỗ cửa của thùng ong, lỗ hở của thùng ong, chỉ để số lỗ tổ theo với số cầu ở trong đàn ong. Ba cầu thì để ba lỗ tổ, hoặc là cái để theo chiều dài theo đủ ba lỗ tổ, chứ không được để rộng. Vít hết các khe hở để đàn ong đảm bảo. Nếu rét quá đàn ong chỉ có tập trung vào giữ nhiệt. Nếu không có đủ đàn ong giữ nhiệt thì chết ấu trùng, làm cho đàn ong bị sa sút. Đấy là cho ăn. Không nên, mà tốt nhất là phải cho ăn no, chứ cho ăn giỏ giọt, vừa tốn đường, vừa kích thích ong đi làm, chết rét hết. Chứ đừng tưởng chăm cho ăn mà được. Đấy là một cách mà đã có nhiều bài học rút ra là đáng tiếc là cứ cho ăn giỏ giọt, ong chết rét hết, mà không làm gì được. Thế đấy là đàn ong. Thế cái chống rét là gì? Chống rét tốt nhất vẫn phải bằng những tờ báo xài trên mặt cầu, hoặc nơi nào có điều kiện thì lấy lá chuối khô bó thành cái bó đệm như này, hoặc là rơm dạ ta bó thật chặt để bên ngoài vắn ngăn, hoặc là tốt nhất là tờ báo, tốt nhất là báo, hoặc là nếu không thì bằng rẻ rách. Vì nông dân ta nông thôn ta có thể tiết kiệm, rồi sau những hôm ta dọn vệ sinh lấy cái rẻ đó lau luôn cái đáy thùng. Vì cái nắp nhộng cắt ra, nắp vít nắp của nhộng cắt ra rơi xuống ẩm nước làm cho đáy thùng rất bẩn, và nơi phát sinh ra sâu bẩn phải lau khô tết tất. Và nữa là thiết kế thùng phải bằng những cái gỗ hút ẩm, chứ thiết kế thùng bằng cái gỗ không hút ẩm thì kiểu gì cũng ướt ẩm ướt, kiểu gì cũng ẩm ướt. Thì ra các bác này, ông nói đến phần gỗ thì hơi đi ra ngoài kỹ thuật một tí, thì là theo ông thì tư vấn cho các bác lên tùng gỗ thì ở miền Bắc nhé. Tôi đính chính là ở miền Bắc, còn ở miền Nam khí hậu nó khác. Ở miền Bắc thì là nếu mà thùng ong thì nên dùng gỗ là gỗ gì là tốt? Thường người ta đấy, mọi năm chúng tôi làm gỗ sung này, gỗ thông này là đẹp nhất, hoặc những cái gỗ hút ẩm. Như bây giờ thì chủ yếu là gỗ gạo thì còn nhiều. Gỗ gạo quá tốt. Đấy, cây gỗ gạo rất tốt. Mà cây nó to, cái cây sung hiện nay là rất ít rồi. Vâng. Cây sung hoặc là những cái mít nó không có lõi. Thì còn lõi mít không ai làm cả. Người ta để quý để làm đồ thờ thôi, nhưng mà cái rác của cái mít. Vâng. Những cây mít to mà không có lõi. Thế nhưng mà cây gạo này, gỗ gạo này, gỗ thông này, gỗ bồ đề này đều làm được tốt cả. Vâng. Nói chung là làm bằng gỗ hút nước.
thì nó không có hút, nó không có nước ở đáy thùng ong. Rất nguy hiểm là đàn ong, nó có nhiều nước, có những con sên, con rán, con ấy là nơi nguồn gốc để sinh ra ra bệnh của đàn ong. Đấy là thứ hai, là cho no này, chống rét này, và tranh thủ những ngày nắng ấm, tranh thủ những ngày nắng ấm kiểm tra đàn ong, kiểm tra cục bộ hay toàn bộ tùy theo cái lượng cái mà của từng trại, để nếu nắng ấm anh kiểm tra cục bộ hoặc toàn bộ để anh lau chùi vệ sinh đàn ong, mà anh kiểm tra đến đâu anh điều chỉnh đến đấy để cho đàn ong có chất lượng đồng đều, có chất lượng đồng đều, để tất cả những đàn ong là bây giờ là gọi là phục thù để chuẩn bị sang mùa xuân hè là ta chỉ có chiến đấu thôi. Thì sang đầu vụ xuân hè là từ tháng 2, tháng 3 chưa có nguồn mật gì, bấy giờ ta nâng cầu, nâng cao chất lượng đàn ong để bắt đầu vào và hoa vải thiều, hoa nhãn, nghĩa là chúng ta chỉ có việc chiến đấu là quay mật và quay mật, không nghĩ đến cái chuyện là nhân giống nữa, không nghĩ đến cái chuyện mà khắc phục đàn ong chia đàn nữa. Đàn ong có khỏe thì vụ hoa này mới được. Thế mà bây giờ ta mới tính rằng, để cái vụ trước tôi đã nói rồi, trước vào vụ hoa 40 ngày, từ 30 đến 40 ngày phải cho kích thích đàn ong ăn để cho chúa đẻ tối đa, thì mới có đợt ong thọ đúng tuổi vào vụ hoa. Trước vụ hoa 40 ngày phải có đàn ong, phải có chúa đẻ khỏe, chúa đẻ thật khỏe. Tại sao cơ sở 40 ngày nọ tôi phân tích rồi, nhưng hôm nay nói lại là 21 ngày chú ong thọ mới nở. Thế sự phân công theo lứa tuổi từ 1 ngày đến 19 ngày ong làm từng việc khác nhau. Đấy, 12, 18 ngày tuổi là tuổi thì tiết sắp xây tầng, nhưng 18 ngày trở ra là ong đi làm ngoài trời rồi. Thế vậy có phải 20 ngày với 18 ngày là 3... 21 ngày, 18 ngày là 39 ngày, 40 ngày rồi. Thì để ong vào vụ hoa cái là ong có lực lượng thì làm rồi, ta không phải chờ đợi gì cả. Thế cũng có người nói tại sao đàn ong của tôi rất đông nhưng không lấy được mật, là vì ong không đúng tuổi lao động. Nhưng ong của tôi vừa phải thôi, nhưng mà toàn là thanh niên, chứ không phải là già đốt non trợt như đàn ong mà không chuẩn bị trước. Thế thì đấy là nói cái đang trở lại cái vụ thời vụ chính là vụ xuân hè, từ 15 tháng 12 cho đến 15 tháng 2. Đấy. Thế thì thời kỳ này rất ngắn nhưng mà hết sức quan trọng, nó rét kinh khủng, nó mưa kinh khủng. Có những năm từ tiểu hàn đến đại hàn nó mưa dầm. Có những năm từ đông chí cho đến lập xuân là cứ thỉnh thoảng lại có một đợt mưa dầm rất dài. Đấy, đợt này ngắn nhưng mà hết sức là khắc nghiệt, rét nhất trong năm, rét nhất trong năm. Cho nên là nuôi ong thời kỳ này, nhưng cái quan trọng là ta đã ở thời vụ trước, ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cái này giờ ta chỉ khắc phục là có ba cái điều kiện vừa nãy tôi nói. Tôi xin nói lại đặc điểm thời kỳ này là thời tiết khí hậu để khắc nghiệt này, nguồn hoa thì giảm dần này, chất lượng đàn ong phải có giảm đi, vì vừa ta vừa mới chia nhân giống ra này, nguồn hoa kém đi này, thời tiết khắc nghiệt này. Đấy. Thế thì các biện pháp kỹ thuật theo sau tôi đã nói rồi, là phải điều chỉnh đàn ong, phải cho ăn để qua đông, phải chống rét, rét để qua đông, phải điều chỉnh thế đàn ong, phải phòng bệnh, phải là vệ sinh đàn ong để khỏi sinh ra bệnh tật. Thế thì đấy là những nét rất cơ bản, nét rất cơ bản. Thế và qua đến hết cuối tháng 2 rồi, 15 tháng 2 trở ra rồi thì thời tiết ấm dần rồi, lập xuân rồi, thời tiết ấm dần rồi, nhưng vẫn kèm theo mưa, ta vẫn phải kèm theo là điều chỉnh thế đàn, vệ sinh đàn ong, phòng bệnh, cho ăn, phòng bệnh. Thế thì tôi muốn nói rằng tôi không dám đả động đến phần bệnh mấy, là vì tôi không phải là bác sĩ thú y, mà tôi chỉ là một chuyên gia về khoa học, về mặt kỹ thuật. Còn về bệnh ong các thứ chúng tôi chỉ có gọi là biết để mà ấy tham khảo thôi. Bởi vì con nghĩ là cũng có rất là báo cáo ông là cũng có rất nhiều các bác
thì cũng gọi điện đến bên nhà con, bảo là nhờ thầy đi làm trại ong thực tế. Thì ở đây con xin phép thầy và báo cáo các bác là như thế này, thì thầy thứ nhất là có tuổi rồi, thứ hai là thầy về bên chuyên môn và bên kỹ thuật thế, còn bên thực hành thì các bác tự thao tác thực hành là một, tại vì hầu hết là các bác là cơ sở là biết về nuôi ong rồi. Thứ hai là về các bệnh cơ bản thì ở trong sách của thầy là đã nói rõ về cách các cách điều trị, nhưng về cơ bản nhất cũng giống như tất cả mọi cái phương diện khác của cuộc sống, là nếu như cứ nâng cao về cái sức khỏe, gọi là một cái đàn ong mà chất lượng ấy, thì nó sẽ giảm tải rất là ít cái bệnh. Nhưng nếu đàn ong thưa, các bác để nó thưa quân, xong nó rét, nó không chịu được rét, nó cũng sinh ra bệnh. Con chúa mà không tốt, không quản được quân thì nó cũng sinh ra bệnh. Đúng nó rồi. Rất nhiều yếu tố, cho nên là thầy là bên chuyên ngành về chuyên môn và bên kỹ thuật, phải không ạ? Vâng. Cho nên là cái mảng về các bác yêu cầu, tức là các bác yêu cầu con là nhờ thầy là nói về các cái loại bệnh, thì nếu có nói thì thầy chỉ nói trên cơ sở khoa học thôi. Còn đi làm thực tế ở trại ong thì xin phép các bác là sẽ dành cái phần đấy để tôi trực tiếp chia sẻ với các bác phần nội dung đấy. Đấy thì tại vì cũng rất nhiều các bác cứ thắc mắc là sao không anh tôi nhờ anh bảo thầy đi dạy chúng tôi cách kiểm tra đàn ong thực tế ở trại ong thế nào, thì thực sự đấy là cái mong muốn của rất nhiều khán giả. Các bác là thợ nuôi ong, thế con báo cáo tình hình với ông thế. Thế còn vừa rồi thì ông đã chia sẻ cơ bản về cái kỹ thuật nuôi ong, tôi chỉ dùng từ là cơ bản thôi, bởi vì chuyên sâu thì nó rất nhiều những cái, nó tùy từng vùng miền rồi nó tùy từng yếu tố. Vâng, đúng rồi. Con nói nhiều thì cũng đúc kết lại thì nó cũng chỉ có những yếu tố cơ bản như thầy vừa nói là thời tiết này, chất lượng của đàn ong và quản lý đàn ong, tức là ở đây là chống rét đấy, nó chỉ có như vậy thôi. Bởi vì mình đã xây dựng được cái đàn ong mà ở cái tức là cái vụ thu đông là đúng cái vụ chia đàn là tốt rồi, thì bây giờ bắt đầu bước vào vụ đông xuân thì là mình cứ thế mình dưỡng nó lên. Thế còn với các bác mà đi khai thác vùng hoa bạc hà hay vùng khai thác vùng hoa mật hoa Lạng Sơn như là ngũ gia bì hoặc là các loại mật đông ấy, thì cái đấy là một mảng riêng và đấy là ở khai thác. Thế nhưng mà về cơ bản thì cái vụ mật chính trong năm là cũng là cái vụ xuân hè nó mới là chính. Thì vừa rồi ông đã chia sẻ những cái kiến thức cơ bản thôi. Thì báo cáo ông là như này thì cũng có rất nhiều các bác nữa này cũng điện đến tham khảo, bởi vì nuôi ong là cần cái vấn đề là về cái sản lượng đó ông. Thì xin thưa các bác và cũng báo cáo ông là ở kỳ sau thì con lại nhờ ông chia sẻ đến các bác thợ nuôi ong về cái chất lượng của đàn ong. Mình nói về chất lượng của đàn ong và làm sao để tăng cái năng suất cho cái mùa, tức là cái video kế tiếp sẽ là tăng chất lượng đàn ong để bắt đầu có cái thế hệ quân đưa vào khai thác đánh mật trong cái mùa xuân hè. Cái đấy là các thợ nuôi ong là rất cần. Thì ở trong cái video này đấy thì con xin được cảm ơn ông với những cái nội dung chia sẻ là hết sức là cơ bản. Thế còn chuyên ngành thì ở chỗ bàn đang có một cuốn sách phải không? Thì với các bác cần kỹ thuật chuyên sâu thì các bác liên hệ bên chúng tôi để gửi thêm cho các bác một cuốn sách của cũng chính của thầy. Thế còn một lần nữa hôm nay cũng là 19 tháng 11, ngày mai là ngày Nhà giáo Việt Nam rồi. Một lần nữa con xin chúc thầy sức khỏe và tiếp tục cùng đồng hành cùng với con gửi đến các bác những kiến thức về ngành nuôi ong. Đây, xin thưa mọi người nuôi ong thế này, tôi chính thức là một thầy giáo của ngành ong, được Bộ Nông nghiệp, Bộ Đào tạo của Bộ Nông nghiệp quyết định là một nhà giáo của ngành ong, một thầy giáo duy nhất thì ở trong ngành ong. Thế thì tôi là chuyên làm công tác giảng dạy, đào tạo cán bộ và công nhân nuôi ong trong cả nước. Thế thì trước hết là cảm ơn anh Hưng cũng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thế và đã có lời chúc với tôi. Thế thì tôi con xin lời chúc là thế này, là các thầy giáo, cô giáo thì đang làm đang còn đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu đã bớt chút thời gian để tìm hiểu về ngành ong và đã nuôi ong, thì tôi cũng xin chúc các thầy các cô đạt nhiều kết quả trong ngành ong. Vâng, con xin cảm ơn ông và xin chào tất cả các bác.